Đây nhá, em chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư nhá. Đấy, hiện nay em đang ở Làng Mạ. Đây là trục đường đã được quy hoạch rồi, đang làm rồi. Đấy, trục đường này sẽ mở rộng ra là đường 13,5m, chạy từ đường quốc lộ, đường tỉnh lộ 302 vào trong Làng Hà. Đấy, chạy qua Làng Mạ. Đây, đường đây đến hiện tại đến đây đã đang mở rộng xong rồi. Đấy, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Thì nằm trên trục đường quy hoạch 13,5m này nhá, là em đang có 5 lô đất với diện tích từ 130 đến 170 mét. Đấy, thổ cư 50 trên một lô. Đây. Đây nhá. Đấy, bên này họ cũng đã làm hết rồi. Đấy. Thì lô đất của em nằm trên trục đường này luôn nhá. Trục đường quy hoạch 13,5 mét. Giá thì cực kỳ hợp lý, giá chỉ hơn 500 triệu thôi. Đấy, tiềm năng tăng giá cực kỳ cao. Anh chị chỉ hơn 500 triệu anh chị sở hữu ngay lô đất với diện tích 130 mét, trong đấy có 50 mét thổ cư, đường quy hoạch 13,5 mét. Đấy, đây nhá, đây là đến lô đất của em rồi này. Đấy, đây em đã chia 5 lô này, còn chạy thẳng từ đây ra đường trục đường 302, đường tỉnh lộ chạy lên Tây Thiên đấy, xuống Vĩnh Yên chỉ khoảng 700 mét thôi. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho em nhé.